Không giấu mọi người, em vừa mới đi quay ở trên Tây Nguyên về dẫn chương trình Sasuke Việt Nam. Nên là hôm nào cũng phải phơi mặt ra với nắng gió cao nguyên. Nên là trộm vía là cái da nó trông nó hơi nhẻm. Không còn được một cái làn da trắng sáng mịn màng mà mọi người vẫn nhìn thấy hàng ngày nữa rồi. Em chỉ cần một tuần thôi là em sẽ lấy lại được cái làn da như ý muốn. Cái tem, nếu mà là hàng chính hãng thì đều có hai cái tem như thế này nhà mình nhá. Sau đó nhà mình sẽ cào cái vỏ bạc ở cái tem nhiều chữ này. Sau đó nhà mình sẽ nhìn thấy một cái dãy số, hay còn gọi là mã số đấy ạ. Sau đó nhà mình sẽ nhắn tin theo cái cú pháp như thế này. Người ta ghi rất là rõ ở trên cái hộp rồi. Nếu mà là hàng chính hãng của Skinace là họ sẽ phản hồi lại cái tin nhắn của mình ngay. Cái cách dùng như thế nào ạ? Mình lấy một chút ra tay. Lấy chút ra tay. Massage như thế này là những cái than hoạt tính, nó sẽ lấy đi tất cả những cái bụi bẩn này. Đó, nó thu nhỏ được cái lỗ chân lông cho mình này. Đó, nó hút hết tất cả những cái dầu này, bã nhờn này. Đó, những cái cồi mụn đen này, mụn đầu đen nó ẩn ở phía dưới da nó cũng ra hết này. Tất cả những cái vết nám với tàn nhang hai bên gò má, ví dụ chúng mình đi nắng nó bị chiếu vào ấy. Bây giờ em sẽ đi rửa sạch cái da mặt của em. Massage thêm một lần nữa khi mà mình rửa mặt này. Đó, được không? Thì bây giờ da nó trắng hơn rất là nhiều rồi. Đó, vừa nãy thì nó rất là nhiều mụn đây, mọi người thấy không? Nó đỡ dần đi. Sau khi mà mình sử dụng xong cái ủ trắng bằng than hoạt tính này, cái lỗ chân lông bây giờ nó đang được thu nhỏ lại rồi, thì chúng mình sẽ bôi luôn cái kem này. Đó, hay còn gọi là cái kem dưỡng da, trang điểm dành cho tất cả các bạn mà chúng mình thích cái kiểu gu nó tự nhiên, mà nó thay thế một cái lớp chống nắng luôn cho chúng mình. Thì mình sẽ cho một chút ra tay, xong mình bôi lên trên da luôn nha. Ok, được rồi. Massage nhẹ giúp em Hương này. Kem bôi đến đâu là nó sẽ ăn vào da đến đó. Nó sẽ che được những cái gọi là những cái khiếm khuyết ở trên cái vùng da của mình. Nó bổ sung rất là nhiều những cái vitamin, đặc biệt là cái vitamin B3. Đó, nó vào trong cái da của mình. Sau đó thì mình sẽ sử dụng một chút son Fimiu này. Son này Hương được tặng nhá, Hương không có mất tiền mua. Tại sao lại được tặng? Nhà mình cũng sẽ được tặng luôn một combo hai sản phẩm này, có giá là 750.000. Mình mua combo này nha. Hai sản phẩm này mình sẽ được tặng cái son này. Và khi mà nhà mình mua combo này thì mình sẽ được free ship, rồi là mình sẽ được tặng cái voucher là 500 để cho cái đợt mua hàng sau. Đây nhé, nhà mình nhớ nha, nhớ cái sắc da của Hương nha. Đầu tiên nó đen như thế nào, nó mụn và nó bị lão hóa như thế nào, nó bị tổn thương như thế nào. Sau khi dùng một lần với cái combo hai sản phẩm này, cái ủ bằng than hoạt tính cũng như là cái kem che khuyết điểm và chống nắng này, dưỡng trắng da này, thì da nó đã như thế này rồi. Mới có lần đầu tiên nha. Rồi, Hương sẽ gặp lại mọi người ở clip sau. Bye bye. Thì đây nhà mình nhìn thấy không ạ? Đấy, sau một thời gian thì cái da của Hương nó cải thiện như thế này. Được không? Rất là ok đúng không ạ? Ngày hôm nay là đến ngày thứ tư rồi, Hương đã thấy cái da mặt của Hương nó cải thiện rất là tốt. Trắng hơn, mịn màng hơn, căng hơn, hồng hào hơn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục tẩy cái vùng da mặt của mình đi. Mình rửa mặt bằng cái ủ trắng than hoạt tính này lên trên vùng da. Hương sẽ lấy một cái lượng vừa đủ này. Hương lại massage vào da mặt nha. Mình để khoảng 5 phút xong mình rửa lại bằng nước sạch nhà mình nha. Hương để ý da mặt lắm. Nói chung là về nhà mà đen đen xấu xấu đi một tí là mình phải khắc phục hậu quả ngay. Đó. Thôi Hương lại xin phép Hương rửa mặt nha. Chờ Hương xíu nha. Ok, xong rồi nhà mình ơi. Lại tiếp tục khoe da tiếp. Nói chung là dùng xong cái da mặt nó ngon lành thì chỉ có thích quay da thôi. Và bây giờ tiếp theo nữa, một lát nữa Hương sẽ đi ra ngoài đường thì Hương sẽ sử dụng thêm một chút cái kem. Tuýp kem này, bé bé đây nhưng mà rất là nhiều công dụng. Đó, mình tản đều ra nha, mình tản đều ra. Được không? Hương rất là hài lòng, rất là ưng với cái làn da này. Đó, 4 ngày thôi nha. Mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào 3 ngày nữa. 3 ngày nữa là một tuần. Hello, xin chào cả nhà. Một tuần rồi chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình sẽ nói ít đi thôi mà mình chỉ có khoe da thôi. Căng không? Trắng không? Còn mụn không ạ? Không còn một chút mụn nào nữa nha. Đây chỉ còn một chút xíu bé bé xíu xíu đấy thôi. Nhưng mà một tuần để mà có được cái làn da như thế này thì quá là giỏi rồi. Nói thật là hôm nay ngồi chia sẻ với mọi người thì là ngày cuối rồi, một tuần rồi. Thì đây da như thế nào đây mọi người cũng đã được coi là chiêm ngưỡng dung nhan của em rồi. Em không cần phải chia sẻ quá nhiều nữa. Em nghĩ rằng với một sản phẩm
Đầu tiên giá tiền rất là rẻ, có 750.000 một combo thôi. Cái thứ hai là có quá nhiều ưu đãi từ công ty, free ship này, rồi là tặng voucher 500 này, rồi là được giảm 30% khi mua combo này nếu mà mình mua trước. Đó là cái combo mà chăm sóc cho cái vùng body rồi này. Đại cái là chăm sóc được cả da mặt cả body luôn mà vẫn được giảm tiền. Thì không có lý do gì chúng ta không sắm đúng không ạ? Không còn gì có thể lăn tan được hơn nữa đúng không ạ? Còn nếu mà ai muốn hỏi gì em, ai muốn em tư vấn gì thêm thì cứ comment bên dưới này và để lại số điện thoại rồi thông tin thì bên công ty sẽ ship hàng tới cho mọi người và gửi tặng mọi người những cái phần quà khi mua combo chăm sóc cho da mặt của Skin AC nhà mình nha.